Nhân chuyến công tác tại Côn Đảo, đoàn lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh do ông Phạm Viết Thanh, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc tết đảng bộ, chính quyền, cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân huyện Côn Đảo. Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo huyện Côn Đảo cho biết, trong năm qua, huyện Côn Đảo đã triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh việc tiêm vaccine phòng dịch cho người dân. Đến nay, tỷ lệ người dân công đảo từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 2 đạt 94,4%. Có 4.897 người dân đã tiêm mũi 3, đạt trên 60%, và 99% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm hai mũi vaccine. Mừng đảng, mừng xuân nhâm dần, huyện Công Đảo đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đón xuân vui vẻ, an toàn, đầy đủ. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thành ghi nhận những nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Côn Đảo đã đạt được trong năm 2021. Đối với nhiệm vụ năm 2022, ông Phạm Viết Thành yêu cầu huyện theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19, từ đó kịp thời rà soát, điều chỉnh các phương án kế hoạch ứng phó nhằm đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội hiệu quả. Nhân dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Phạm Viết Thành đã tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và các nhân dân huyện Công Đảo đón Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, hạnh phúc. Tiếp đó, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã thăm tặng quà chúc Tết 25 đơn vị lực lượng vũ trang, y tế, các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 6 triệu 500 ngàn đồng. Bí thư tỉnh ủy cũng tặng quà Tết cho gia đình ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù chính trị công đảo, gia đình thương binh Trần Thị Mai và Trần Kim Sa, mỗi phần quà trị giá 3 triệu 500 ngàn đồng dịp này Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với Công ty Khí Việt Nam trao tặng 200 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.